Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. 10 mẫu xe bán ế nhất tại thị trường Việt Nam trong tháng 10 năm 2019. Doanh số sụt giảm, Suzuki Ciaz quay trở lại danh sách ô tô bán ít nhất trong tháng 10 năm 2019 cùng với sự góp mặt của bộ đôi Nissan, Isuzu và những cái tên quen thuộc như Toyota Alphard, Toyota Avanza. Trái ngược với xu hướng tăng trưởng của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10 năm 2019, doanh số bán hàng của nhiều mẫu xe vẫn sụt giảm do không đủ sức cạnh tranh, thiếu sự hấp dẫn đối với người tiêu dùng. Theo số liệu thống kê từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, danh sách ô tô bán ế ẩm nhất thị trường trong tháng 10 năm 2019 vẫn là những cái tên quen thuộc như Toyota Alphard, Ford Focus, Isuzu D-Max. Ngoài ra còn có sự góp mặt của bộ đôi Nissan Sunny, X-Trail cùng với mẫu SUV 7 chỗ Chevrolet Trailblazer. Một, Suzuki Ciaz chỉ bán được có 4 xe. Sau 2 tháng thăng hoa, Suzuki Ciaz vừa trở lại danh sách ô tô bán ế nhất thị trường trong tháng 10 năm 2019 với doanh số chỉ đạt vỏn vẹn có 4 xe. So với tháng trước đó, doanh số Ciaz giảm tới 335 xe. Mẫu sedan hạng B này hiện đang có giá bán là 499 triệu đồng. 2. Ford Focus chỉ bán được có 5 xe. Vòng đời của Ford Focus tại thị trường Việt Nam đang khép dần lại. Theo kế hoạch, Ford sẽ khai tử dòng xe này tại Việt Nam, dự kiến thay thế bằng một dòng xe hoàn toàn mới. Hiện tại, Ford Việt Nam đã ngừng sản xuất Ford Focus, vì vậy lượng xe bán ra trên thị trường không còn nhiều. Doanh số bán Focus trong tháng 10 chỉ đạt có 5 xe, giảm 6 xe so với tháng 9 của năm 2019. Mẫu xe thứ 3 là Nissan Sunny chỉ bán được có 5 xe. Cuộc cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc sedan hạng B đang diễn ra, khiến mẫu xe chậm đổi mới như Nissan Sunny mất dần thị phần. Được bổ sung thêm phiên bản Q-Series với một số nâng cấp đáng chú ý về ngoại hình lẫn nội thất từ đầu năm 2019. Tuy nhiên, doanh số của mẫu Nissan Sunny vẫn không được cải thiện. Trong tháng 10 năm 2019, chỉ có 5 xe Sunny được đến tay khách hàng, giảm 44 xe so với tháng 9 của năm 2019. Mẫu xe thứ tư là Toyota Alphard bán được 15 xe. Doanh số bán tăng 6 xe so với tháng 9, nhưng chừng đó là quá ít ỏi để có thể đưa Toyota Alphard thoát khỏi danh sách 10 ô tô bán ít nhất tại thị trường Việt Nam trong tháng 10. Với giá bán lên tới 4,05 tỷ đồng, Toyota Alphard đang là mẫu MPV kén khách nhất tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe thứ 5 là Isuzu D-Max bán được 22 xe. Tháng thứ 9 liên tiếp, Isuzu D-Max góp mặt trong danh sách ô tô bán ít nhất tại thị trường Việt Nam. Thậm chí, so với tháng 9 năm 2019, doanh số bán của mẫu xe này còn giảm 2 xe, nổi tiếng với độ bền bỉ. Tuy nhiên, việc thiếu sức hút về kiểu dáng thiết kế, công nghệ nghèo nàn đã khiến cho Isuzu D-Max ngày càng trở nên ế ẩm. Mẫu xe thứ 6 là Toyota Land Cruiser, bán được 23 xe. So với tháng trước đó, doanh số Land Cruiser giảm 14 xe. Dù được đánh giá cao về sự rộng rãi thoáng mát cùng với độ bền bỉ, nhưng mức giá lên tới 3 tỷ 983 triệu đồng chính là rào cản khiến cho Toyota Land Cruiser không được số đông khách hàng lựa chọn. Nhập khẩu nguyên chiếc, Land Cruiser tại Việt Nam được trang bị động cơ V8 dung tích 4,6 lít, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu. Mẫu xe thứ 7 là Toyota Avanza bán được 33 xe. Từng thu hút rất nhiều sự chú ý khi gia nhập thị trường Việt Nam theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc. Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh trong phân khúc MPV cỡ nhỏ 5+2 chỗ ngồi, Toyota Avanza đang ngày càng lép vế hơn so với Mitsubishi Spander, Suzuki Ertiga. Mặc dù vừa tung ra phiên bản nâng cấp, nhưng doanh số bán Avanza vẫn không được cải thiện. Trong tháng 10 năm 2019, chỉ có 33 xe Toyota Avanza đến tay khách hàng Việt, giảm 28 xe so với tháng trước đó. Mẫu xe thứ 8 là Isuzu MU-X bán được 48 xe. Cùng với D-Max, mẫu SUV 7 chỗ MU-X đang hợp thành bộ đôi Isuzu khá quen thuộc trong danh sách 10 mẫu ô tô bán ế nhất tại thị trường Việt Nam. Trong 3 năm qua, sau khi gia nhập phân khúc xe đa dụng SUV 7 chỗ tại Việt Nam, Isuzu MU-X vẫn lép vế trong cuộc cạnh tranh về doanh số so với các đối thủ. Trong tháng 10, MU-X chỉ đạt doanh số 48 xe, giảm 9 xe so với tháng trước đó. Nissan X-Trail là mẫu xe thứ 9, bán được có 48 xe. Doanh số bán bất ngờ sụt giảm với mức 48 xe khiến cho Nissan X-Trail trở lại danh sách 10 ô tô bán ít nhất tại thị trường Việt Nam trong tháng 10 năm 2019. Nissan X-Trail được đánh giá cao về sự ổn định, mượt mà, bền bỉ. Tuy nhiên, việc chậm đổi mới kiểu dáng khiến cho mẫu crossover này ngày càng lép vế trước sự áp đảo của Honda CR-V, Mazda CX-5. Và đội sổ là một mẫu xe rất đẹp,
Chevrolet Trailblazer bán được 49 xe. Tháng thứ hai liên tiếp, Chevrolet Trailblazer có mặt trong danh sách 10 mẫu ô tô bán ít nhất tại thị trường Việt Nam. Thậm chí, so với tháng 9 của năm 2019, lượng tiêu thụ Trailblazer đã giảm tới 14 xe. Trailblazer hiện đang được VinFast nhập khẩu, phân phối với 3 phiên bản và luôn luôn được giảm giá tới cả 100 triệu đồng. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.